Thì bài đầu tiên này mình sẽ học về công cụ. Thì với công cụ thì chúng ta sẽ bật công cụ lên nhé. Thì với Escape thì chúng ta sẽ bật cái thanh công cụ của Escape lên bằng cách là chúng ta sẽ kích chuột phải ở chỗ này và lướt xuống chọn cái phần liên quan tới Escape, ấn tích lên. Thì chúng ta sẽ có một cái phần liên quan tới thanh công cụ của Escape như thế này. Thì việc tiếp theo các bạn hãy start Escape lên nhé bằng cách là kích vào đây và chờ cho nó load nhé. Khi mà mình kích cái nút này á thì giao diện của Escape sẽ hiện lên, thì sẽ có một cái thanh liên quan tới phần trăm dữ liệu được load vào Escape như thế này. Thì các bạn có thể xem ở đây, thì nếu mà nó load 100% á thì data nó sẽ chuyển qua được hết bên Escape nhé. Thì các bạn hãy chờ một chút. Sau khi mà dữ liệu được load xong thì chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Thì đối với mình, cái giao diện mình hay làm việc á, là mình sẽ chia làm đôi cái cửa sổ bằng cách là mình nắm cái cửa sổ của Escape và kéo qua bên phải cho đến khi nó hiện ra một cái cửa sổ như này này, mình thả ra và mình sẽ chọn vào phần SketchUp bên phải thì màn hình sẽ được chia làm hai nha. Sau đó các bạn có thể di chuyển cái thanh công cụ của Escape vào trong này để cho cái màn hình của mình nó nhìn nó gọn hơn nha. Tùy thuộc vào thói quen của bạn thì bạn có thể bố trí lại cái phần liên quan tới giao diện. Nhưng mà mình khuyên rằng trong cái khóa học này các bạn hãy để cái giao diện nó như thế này đi, để mà mình làm, mình thực hành á thì mình sẽ dễ quan sát và hình dung hơn ha. Cũng có một số cách nữa để chúng ta có thể mở cái phần liên quan tới thanh công cụ của Escape lên. Cách thứ hai mình có thể dùng bằng cách đó là kích vào View ha, xong kích vào Toolbar thì cái phần bảng Toolbar sẽ được bật lên. Sau đó các bạn lướt xuống và tìm tới phần Escape, tích nó lên ha. Xong cái tắt cái Toolbar đi thì chúng ta vẫn có thể có cái thanh công cụ Escape ở đây. Đây là cách thứ hai ha. Và cách thứ ba thì mình sẽ không dùng cái thanh này mà mình có thể dùng ở phần liên quan tới Extension. Nó sẽ có phần Escape đây. Và chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phím ở đây. Có nghĩa là ở đây những cái phím này nè, những cái phím liên quan tới icon này thì nó sẽ được liệt kê ở click này. Chúng mình là kích Start Escape để có thể khởi động Escape lên. Thì theo mình thấy cách đầu tiên nó vẫn là cách mà mình mở cái thanh công cụ của Escape nó nhanh hơn. Thì các bạn có thể chọn một trong ba cách này để có thể mở cái thanh công cụ Escape lên nha.